quý vị. Nhớ đón rồi. Xem chương trình của mình nha. Nhớ đón xem chương trình 7:30 cho tới 9 giờ. Quý vị nào đang theo dõi chương trình này trên YouTube và Facebook của Vicao TV cũng như của chị Mỹ Lan thì nhớ nha, nhớ subscriber, subscribe dùm cho chúng tôi để mà quý vị có thể tiếp tục theo dõi cái chương trình này. À, để coi ngày hôm nay mình còn sản phẩm share gì nha, nè. Quý vị đăng trên Facebook share cho các bạn xem rồi, nha. Khoan cái đó rồi, nhớ share dùm. À, để coi hôm nay mình ngày mai, thứ bảy, cuối tuần đầu tuần là sẽ có rất là nhiều những cái điều hay. À, quý vị nhớ theo dõi vào tuần sau. À, và tuần này thì bây giờ cái sản phẩm cuối cùng trong rồi, cái tuần này nè. Có gì đây? Đây là cái sản phẩm mà chị Mỹ Lan biết sao không? Obagi Medical. Rồi, bây giờ Hạnh Lê tên quen quen nghe. Dạ, cái này có Hạnh Lê có khoảng chừng 100 hộp, 100 hộp thật sự là như vậy, mình còn 100 hộp của cái sản phẩm này. Đây là một trong những cái sản phẩm mà quý vị nào bị nám tàn nhang đồi mồi. Nó là cái dạng retinol 1% cream. Wow. Retinol. Chị Mỹ Lan biết cái retinol này á là nó giúp tẩy đi những cái tàn nhang đồi mồi của mình. Quý vị thường á, Hạnh Lê hay gửi đến cho quý vị nghĩa là nếu mà quý vị bị tàn nhang đồi mồi nhiều mà quý vị chỉ xài bên ngoài không á chị Mỹ Lan thì nó sẽ không có work hết đâu. Cho nên thường đó là Hạnh Lê sẽ recommend quý vị mua một cái Mega Detox. À, phòng máy cho thêm cái Mega Detox nữa thì đây sẽ là cái combination mà Hạnh Lê muốn gửi đến cho quý vị, một cái Mega Detox của Nhật cũng Bản như là đó. Hai cái này mình phối hợp với nhau. Dạ thì đúng rồi. Nó sẽ đưa ra cái hiệu quả tốt nhất luôn. Tốt hơn. Tốt nhất mà nhanh hơn, nhanh hơn luôn. Mà nó làm cho da mình nó đẹp. Nó kết hợp với nhau đó phải không? Dạ đúng rồi, mà nó làm cho da mình rất đẹp luôn nha quý vị nha. À, cho nên là thưa quý vị, có nhiều khi mà Hạnh Lê bị mụn nhiều hay là giống như mình ăn xoài vô, giống như có một số những cái đồ ăn mà Hạnh Lê hay bị dị ứng á, là giống như xoài mình rất là thích ăn. Nhưng mà ngược lại ăn xoài xong vô một cái đó là cái mụn bữa sau nó nổi liền. Nhưng nhờ cái Mega Detox á, thì nó sẽ làm giảm đi, làm cho cái da của mình những cái mụn đó lặn xuống rất là nhanh luôn. Không phải Mega Detox, không phải cái của Nhật Bản đó, Sukhoi Mega Detox. Thì đây là cái nước uống mà của Nhật Bản. Thì những quý vị nào đó mà bị tàn nhang đồi mồi nhiều và quý vị cứ tối ngày đi lấy thuốc, quý vị xoa hoài mà nó vẫn không có bớt mà càng ngày nó càng tệ đó, thì thưa quý vị phải uống thêm cái Mega Detox. Khi quý vị make cái combination của hai cái sản phẩm này đó thì nó sẽ giúp cho mình thoát được cái vấn đề gọi là tàn nhang đồi mồi một cách nhanh chóng và hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Cho nên là đây là cái combination mà thưa quý vị chỉ cần uống một liệu trình là 10 chai, thoa thêm cái retinol 1% này vào thì trong vòng 10 ngày đó, trong vòng 10 ngày đó quý vị sẽ thấy rõ ràng cái da của mình được improve một tông hoặc hai tông liền luôn. Và nó làm cho những cái tàn nhang đồi mồi và đốm đen trên gương mặt của mình sẽ được bay đi rất nhanh luôn nha quý vị nha. Thì đây là một trong những cái sản phẩm, một cái combination mà Hạnh Lê phải gửi đến cho quý vị liền trong ngày hôm nay. Thì mỗi cái lọ, mỗi cái hộp mà có Mega Detox nó còn tốt hơn collagen nhiều lần này, mà Hạnh Lê hay nói là cái nước thánh luôn á. Nó giống như là cái nước mình uống tuyệt vời á, chứ mình không phải là tuyệt vời luôn nha quý vị nha. Thì ngày hôm nay collagen detox này chống tàn nhang đồi mồi, chảy xệ, nghĩa là cái detox này nó giúp lọc cho săn da, nó lọc da, lọc thận. Wow. Và nó giúp cho toàn bộ cơ thể mình tốt. Và nó lọc này không phải là giống như là mình lọc uống những cái nước trà lọc đâu, mà nó làm cho mình đi nhiều, không có. Cái này nó lọc từ bên trong cơ thể, độc tố trong cơ thể của mình. Và đây là cái sản phẩm của Nhật Bản, dạ, là Mega Detox cộng thêm cái Obagi Retinol 1%. Đây là cái combination quý vị chưa bao giờ có được. Nó sẽ renew cái skin của mình, nó sẽ làm cho nó cái làn da của mình, chống được sự lão hóa. Đúng tại rồi. Vì khi mà giống như là bây giờ mình thải được những độc tố ra đi. Bây giờ nó tính dụ đi, giờ là một cái bộ nó bị đã khối đen đi. Bây giờ khi mà mình chà nó bóng sáng lại đúng liền. Như cái nồi mình nấu nó bị đen. Nhưng mà mình chà nó, mình tẩy nó đi thì nó sáng lại liền. Thì cái da mình cũng vậy. Khi mà mình tẩy gan, tẩy thận những cái đồ độc tố ra, da mình sáng từ bên trong. Từ bên trong nó ẩn ra. Mình sử dụng thêm cái retinol này nữa là nó sáng rất nhanh luôn. Trong uống ngoài thoa. Trong uống ngoài thoa. Và cái combination này chị Mỹ Lan biết không, là do một cái người khách hàng của Hạnh Lê
sử dụng như thế này và chia sẻ lại với Lê. Cho nên là Lê chia sẻ lại với các chị em phụ nữ nào mà chưa có cái combination này, quý vị mua cái này và quý vị uống vào mà quý vị thấy không, bảo đảm là Lê chắc chắn quý vị sẽ thấy cái hiệu quả liền nha quý vị nha. Bây giờ cái sản phẩm này, một cái chai Rexona One Point này, cream này đó, trên mạng họ đang bán là bao nhiêu? 75 đồng cho một lọ. 75 đồng cho một lọ nha. Nhưng ngày hôm nay quý vị sẽ mua cái Mega Detox cộng thêm cái Retinol 1% này nha. Mega Detox cộng thêm cái Retinol này, thì nếu quý vị mua hai cái Mega Detox thì sẽ được tặng một hộp Mega Detox nha. Nếu quý vị mua hai hộp thì sẽ được tặng thêm một hộp. Và ngày hôm nay nếu quý vị nào mà mua cái combination của Mega Detox, mua 2 tặng 1, thì Hạnh Lê sẽ đặc biệt chỉ gửi đến cho quý vị cái Retinol 1% cho 10 đô la mà thôi. Nếu quý vị mua 2, Hạnh Lê tặng cho quý vị 1 là 75 đồng, mua 2 tặng 1. Và sẽ được mua thêm cái chai trắng da này 1% với cái giá chỉ có 10 đô, thay vì là quý vị phải mua 75 đồng trên mạng. Thì đây là cái sản phẩm mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị ngày hôm nay, để quý vị có thể chạy ra mua thật nhiều và sử dụng. Tại vì quý vị biết chắc for sure là quý vị xài rất nhiều sản phẩm rồi nhưng mà nó vẫn chưa work, thì thưa quý vị xài dùm cho Hạnh Lê cái combination này, quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt trên cái làn da của mình liền luôn. Và mỗi cái lọ Retinol này quý vị xài thử dùm Hạnh Lê đi, quý vị sẽ thấy cái hiệu quả của nó từ bên trong ra bên ngoài luôn nha quý vị nha. Vì nếu mà mình bán mua một chai mà mình tặng cái Retinol đó thì quý vị sẽ không đủ cái hàm lượng để cho nó hoạt động tốt. Cho nên là Hạnh Lê muốn quý vị phải mua 2 tặng 1 là thành 3 hộp như vậy. Rồi Hạnh Lê sẽ bán cho quý vị một cái lọ Retinol này để nó có cái combine cho nó work hơn. Là mình phải uống 3 lọ, 3 hộp như vậy là 30 chai trong vòng 1 tháng để cho quá nó rẻ work. Thực sự nha, một hộp bây giờ chỉ còn có 75 đồng mà. 75 mà đồng mua 2 tặng 1 nữa. Mà còn mua 2 tặng 1 coi như 150 mà được cái 3 hộp là 30 chai là uống cả cái tháng luôn. Mà mình còn được mua thêm cái chai rất là có 10 đồng. Thay vì là quý vị lên mạng quý vị chắc đi cũng phải 75 đồng một lọ. Dạ. Nhưng chỉ trong ngày hôm nay mà thôi nha, đây là cái chương trình đặc biệt vào ngày buổi tối ngày hôm nay để mà chúng tôi gửi đến cho quý vị, cho những quý vị nào mà có người nhà của mình bị tàn nhang, đồi mồi, bị những cái vấn đề như vậy. 75 đồng cho một cái lọ. Hai cái là đều 75 đồng một lọ hết. Okay. Yeah, đều 75 đồng một lọ luôn. Mega Detox cũng là 75 đồng. Okay. Nhưng nếu mà ngày hôm nay mà mình mua đó, Mega thì cái bản 75 Nhật đồng bản này. Yeah. Uh-huh. Đó. Cho nên là quý vị đừng bỏ qua cái cơ hội được cái giá rẻ này nha. Rồi, gọi vào ngay quý vị ơi, 714-2905-902 và 408-499-7523. Đặc biệt ngày hôm nay nha quý vị, Sugoi cái hiệu này là Mega, đúng không? Nhật là Bản. Mega, yeah. Detox của Nhật cho quý vị Made in Japan. 10 chai mà chỉ có 75 đồng mà thôi. Quý vị gọi vào mua 2, mua 2 rồi, hộp được chị. Tặng 1 hộp. Thì quý vị còn được mua chai Retinol này đã reduce skin của mình nha quý vị, để mà hỗ trợ mờ đi những tàn nhang, đồi mồi. Hello, anh đang nghe đây. Retinol 1 chấm nha quý vị. Dạ cream rồi. Chỉ có chị 10 đồng đây, mà chị thôi. Ơi, chưa có tên chị. Chỉ thêm 10 đồng thôi. Chưa có tên chị. 2 tặng 1 nha. Rồi. Gọi vào ngay 714. Rồi chạy ra lấy giùm Hà Lê nha. 5902 và 408-499-7523 nha quý vị. Chúng tôi mở hai đường like cho quý vị, gọi vào ngay. Quý vị nào đang theo dõi trên YouTube thì gọi vào ngay nha quý vị. Hello 6247. Dạ alo, Mila nghe hả? Dạ, dạ rồi, một phần okay, chị thử đi nha, chị thử đi, Hạnh Lê chắc chắn là chị tốt sẽ, lắm nha chị nha. Dạ, rồi, gọi cảm ơn chị nhiều nha, ngày mai ta lấy nha, 2 tặng 1 được, dạ. Cái chai Retinol chỉ có 10 đồng à. Dạ rồi, cảm thật ơn sự chị. Là 75 đồng lận đó. Rồi. Dạ rồi, ba chị nha. Alo, dạ, Mỹ Lan nghe hả? Dạ, mua cho em một phần. 6227. Rồi, một phần vậy là em luôn cái chai Retinol chỉ có 10 đồng thôi nha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, do vị chi là coi như chỉ có 160 thôi đó. Wow, 160 được 3 hộp cái Mega Detox mà còn được một cái kem nữa. Rồi, chúc mừng. Rồi, bye rồi, con. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, quý vị ơi gọi vào nha. Chỉ có 10 đồng cho một cái Retinol này chị. 6253 hỗ trợ tàn nhang, đồi mồ hay là mình mặc mình bị chảy xệ. Kem chung với lại trong uống ngoài thôi, quý vị mua cái Mega Detox. Được, chị chạy ra giùm em luôn nha. Nó thải những cái độc tố trong cơ thể mình, nó làm cho chúng ta phối hợp với lại Retinol này. Trong uống ngoài thôi cái da nó sẽ sáng đẹp trở lại. 6257 6257 anh Lê mình nó đi ra ngoài hết cho quý vị nha. Nó làm chúng ta khỏe mạnh mà ngăn ngừa chứ ở đâu bệnh ung thư, tại vì ở trong cái
mega mà detox này. Ở LA dạ được rồi, có chứ anh Lê làm LA ạ. Ờ nó có tinh chất của nghề. Rồi cho anh Lê 10 phút anh Lê gọi lại cho Thảo nha. 10 phút anh Lê trả lời cho chú nha. Alo dạ xin mời ạ. Alo. Rồi. 714-290-5902. Dạ, anh tên gì tên anh? Và 408-499-7523. À dạ, anh Minh là một phần đi. Trời coi trong uống mà thôi tặng cho bà xã thử 6, đi 4, nha. 6473. Cái này uống được, mà anh uống cũng được luôn 6, 4, 7, nha. Cái này là detox nè, là tốt cho okay, dạ, cái gan của mình. Chị. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ anh chào anh. Dạ, rồi. Một phần. Dạ. Ở miền Bắc, dạ có rồi đó chị. 2, miền 7, Bắc 5, chạy 5, ra 5. San Jose lấy giùm em, ở đâu cũng được nha. Miền Bắc Cali, dạ rồi, cảm ơn chị. 3 hộp. Rồi 714-290-5902 và 408-499-7523 9772 9772 anh Lê nghe đi. Dạ rồi chị lấy mấy phần? 2 phần mega. Dạ. Dạ rồi ok, mua 2 tặng 1 đó chị. Dạ. Rồi mua được thêm cái retinol có 10 đồng à. À. Dạ rồi, dạ là chị lấy 2 phần đó ha, là 2 chai retinol đúng không? Ok, dạ được rồi, cảm ơn chị. Và thưa quý vị, cái chai Retinol quý vị này mà đem về Việt Nam quý vị bán nó cũng có lời nữa chị. Obachi hiểu, Obachi dạ, mà nó bán cũng có lời luôn á, cho nên là quý vị biết sao không? Cái này là cái mà Lê muốn làm cho người khách hàng của Lê Queen Home Shopping để có hiệu quả nha quý vị nha. À, những người nào mà da mình bị bumpy, bị tàn nhang, nám, đằng tàn nhang đòi màu nhiều á. À, quý vị mua thử đi, cái combination này nó rất là hay dạ, luôn dùng nha. Dùng thử nha, dùng thử cái tip này cho quý vị nha, để mình thoa lên để cho nó mờ đi những cái tàn nhang đồi mồi nám của mình. Đúng rồi. Chị nám rất hay lắm, hay rất là hay, cái này Obagi nổi tiếng. Dạ, mà nó xóa nếp nhăn cho mình luôn. Cái này nó vừa làm cho mình đỡ bị nhăn luôn chị Milan. Vì retinol quý vị cũng biết bao nhiêu người nó căng lên nè, nó căng lên. Nó bóng lên đẹp lắm. Nó làm cho nó cái mà nó rất là tốt cho da, nó làm cho mờ đi, nó làm cho sáng da đó. Là một cái loại mà dưỡng chất nó làm cho sáng da ra. Rồi nó làm cho mờ nếp nhăn, và đặc biệt hơn nữa là nó làm vì nó mờ ra thì những cái vết đồi mồi tàn nhang thì nó đều tan biến ra. Chú vì sao tao quý vị thấy cái mặt mình nó đỡ nám liền. Dạ. Ồ chị và nó căng nữa. Có chị bạn này sắc mặt bị nám dưới thì chị thử xài nè, qua cái này. Cái này là có rất là nhiều người nói là xài trong vòng 3 tuần đó là nó tở ra rất là nhiều. Mà bây giờ quý vị xài cái Mega Detox của Nhật Bản này thêm nữa đi. Thay vì quý vị uống collagen cả trăm đồng, cả trăm đồng một hộp, quý vị mua thử cái này giùm cho anh Lê đi. Quý vị sẽ thấy nó khác biệt, mà nó lọc thận, lọc gan. Có nhiều người á cả mấy bao nhiêu năm, 3, 4, 50 năm mình chưa bao giờ lọc cơ thể mình một lần hết. Cho nên khi quý vị xài xong là quý vị thấy cái da của mình nó đẹp hơn rất nhiều và mình khỏe ra rất nhiều. Đó là cái vấn đề tốt, và cũng như là nó giúp cho cái sức đề kháng của mình khỏe nữa. Đúng. Cho nên là thưa quý vị, gan đừng bỏ nhiều qua bệnh lắm á. Dạ. Cho nên cái này là cái giá rất rất là đặc biệt luôn. Cho nên cái này là chị Milan nhớ rồi. Dạ. Là quý vị nào mà đang xạ trị quá trị đó. À. Đang xạ trị quá trị thì có nghĩa là trong cơ thể mình đó, những cái hóa chất khi mà mình người ta đi vô quá xạ trị quá trị là quá trị là người ta phải bơm cái thuốc vào để trị ung thư không? Thì cơ thể mình nó mệt mỏi lắm và nó những cái hóa chất nó, gan và thận nó phải lọc ra những cái đó nhiều quá. Thì quý vị ơi, khi mình dùng cái này vào nó detox ra, nó khi nó thải bớt những cái hóa chất, những cái độc tố mà từ trong gan và thận nó phải lọc á thì nó người mình nó khỏe liền. Nó giống như là nó không còn nặng nề mà nó còn giúp chúng ta có sức khỏe để mà mình chống chọi lại cái căn bệnh ung thư mình đi xạ trị quá trị. Thật ra đây cũng là một sản phẩm mà quý vị có thể mua để mà tặng cho người nhà của mình, người nhà mình có người có bệnh, hay là chúng ta mới vừa qua một cơn bão bệnh đi, mình cần một phục hồi sức khỏe liền. Thì cái Mega Detox này rất là tuyệt rất vời. Rất là tuyệt vời luôn nha quý vị nha. Mà ngày hôm nay chỉ còn có 75 đồng cho một hộp 10 chai nha quý vị. Mình có thể một ngày mình uống một chai, okay. Còn từ từ quý vị có thể cách một ngày hoặc là cách hai ngày quý vị uống một chai. Thì rất là tuyệt vời, quý vị uống thử đi. Uống thử 10 chai một hộp thôi là quý vị đã thấy cái kết quả của nó rồi nha quý vị. Quý vị thấy chính quý vị sẽ thấy cái gan mình nó lọc ra rất là nhẹ nhàng, ngăn ngừa những căn bệnh liên quan đến gan. Nó hỗ trợ cho cái chức năng của gan của mình và nó giải quyết tất cả mọi vấn đề để mà những thải những độc tố ra ngoài. Ngày hôm nay chỉ còn 75 đồng cho một hộp 10 chai nha quý vị nha. Bà quý vị mua 2 hộp được tặng 1 hộp nha quý vị, còn được mua thêm cái Retinol One trong uống ngoài thoa
để chúng ta da nó sáng ra, nó không còn bị nám, bị tối mặt, hay là cái màu do cái melanin nó tiết ra đó, nó làm cho cái sáng da mặt, cái da mặt nó không có đều. Ai mà cảm thấy là cái mặt mình nó gọi bị tối sậm màu đó, sậm màu không thấy cái lucky trên cái gương mặt có sáng của mình ra đó. Hoặc là nhiều khi mình đi interview ấy, chị Milan, người ta cũng nhìn mình không có thấy sáng sủa. Cho nên là thưa quý vị mua thử đi. Thử đi. Nghĩa là cái chị đó chỉ làm nail á, là chị uống vô là một tuần thôi, là chị chạy ra liền nói hạnh là chị chưa có xài cái retinol nha. Nhưng mà xài vô là chị xài cái retinol nữa là sáng tuyệt vời luôn. Cho nên là quý vị xài thử đi. Hello, nghe hạnh Lê xài ơi. Thử đi ha. Nếu mà chị xài thử, hello, quý vị xài ơi. Thử mà không tốt trả lại cho hạnh Lê. Tại vì hạnh Lê biết chắc chắn đây là cái thứ rất hạnh là ơi, tốt. Lấy gì đây? Mình bận đi. Hèn gì không thấy chị Hạnh đâu hết bóng chị Hạnh. Rồi chờ anh hai chị mai bán đất nhà. Rồi dạ, cảm ơn xem chị. Lại đi, xem lại trên Facebook YouTube của đài nha. Chương trình vui lắm nữa, rồi dạ. Nhớ nghe câu đố đi, ngày mai thứ hai trả lời nha. chị Hạnh là chuyên gia. Câu đố lại rồi. Chị đó Hạnh là chuyên gia là nói về câu đố. Mình có nhiều người câu rồi. Đố hay lắm, nhưng mà bây giờ chị rồi. Hạnh nhớ thì nha, nhớ xem nha. Ngày mai nha quý vị nha. Cắm vào run rẩy toàn thân. Có câu đố cho chị Hạnh. Rồi, rồi cảm Nguyễn ơn chị Hạnh. Rồi. Rồi. Cắm vào run rẩy toàn thân, rút ra nước chảy từ chân xuống sàn. Hỡi chàng công tử giàu sang, cắm vào xin chớ vội vàng rút ra. Đố là đồ gì, đồ vật gì? Đồ vật gì mình xài sử dụng trong nhà. Nha, yeah. Thì câu đố này quý vị sẽ được tặng mà mỗi ngày là mình xài mấy lần luôn quà chứ không phải là một lần. Tặng cho quý vị một cái hộp má hồng rất là đẹp hoặc là một cây son này nha quý vị nha. Yeah. Quý vị gọi vào. Còn bây giờ không có ai đáp được, chúng ta dời qua thứ hai mình trả lời rồi, nha. Rồi, thứ hai trả lời rồi. Rồi, đây mình chào hẹn tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại thứ hai 7:30 tối nha quý vị nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.